quý vị trong thời đại phát triển như hiện nay các dịch vụ ứng dụng hẹn hò ra đời tạo điều kiện cho những người độc thân những người già cả muốn tìm bạn bè để chia sẻ tâm sự một cách dễ dàng mà không ngại dư luận xã hội tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho những kẻ phạm tội lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đối phương để lừa đảo thậm chí ra tay sát hại nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản vụ án sát thủ quá phụ đen 74 tuổi giết hàng loạt người tình bằng chất độc cyanua là một ví dụ điển hình. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã tuyên án tử hình đối với Chisako Kakehi, 74 tuổi, sau nhiều lần kháng cáo không đủ năng lực phạm tội. Người đàn bà này được truyền thông Nhật Bản đặc biệt danh là quá phụ đen khi giết hàng loạt bạn tình để chiếm đoạt tài sản. Theo Asahi News của CNN, Kakehi sinh ra ở tỉnh Saga, phía tây nam Nhật Bản, làm việc tại một nhà máy in và kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 1969 khi cô 23 tuổi cuộc hôn nhân của họ kéo dài 25 năm trước khi ông qua đời vì bạo bệnh vào năm 1994. Năm 2007, Chisako Kakehi bước vào một mối quan hệ mới với ông Toshiaki Suehiro, 78 tuổi. Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2007, Chisako ăn trưa cùng ông Suehiro và các con cháu của ông. Trong bữa ăn, ông Suehiro uống thuốc bổ. Việc này giúp Chisako dễ dàng thêm chất cực độc cyanua vào viên thuốc bổ mà ông Suehiro uống. Phán quyết của tòa án cho hay. Chưa đầy 15 phút sau bữa trưa, ông Suehiro ngã gục, bất tỉnh trên đường. Khi xe cấp cứu tới, người đàn ông này đang thở hổn hển và sắp ngừng thở. Chisako Kakehi đi cùng ông Suehiro tới bệnh viện, nhưng chỉ xưng tên là Hiraoka. Tại bệnh viện, các bác sĩ nói ông cụ suýt chết vì ngạt thở. Ông Suehiro là một trong bốn nạn nhân của Chisako giữ được mạng sống, song bị rối loạn chức năng và suy giảm thị lực không thể chữa khỏi. Một năm rưỡi sau, ông qua đời vì một bệnh không liên quan. Vài năm sau, Chisako Kakehi để mắt tới nạn nhân thứ hai là ông Masanori Honda, 71 tuổi. Năm 2011, ông Honda thường xuyên tới các câu lạc bộ thể thao và có quan hệ tình cảm với Chisako Kakehi. Cặp đôi này có dự định kết hôn vào cuối năm 2011. Sau đó Chisako quyết định ra tay. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 2012, bà ta gặp ông Honda tại một cửa hàng rồi mỗi người đi một ngả. Vào 5 giờ chiều ngày hôm đó, ông Honda bất tỉnh khi đang lái xe. Chưa đầy 2 giờ sau, các bác sĩ ở bệnh viện xác nhận ông đã qua đời. Các bằng chứng sau đó cho thấy Chisako Kakehi không có ý định sống lâu dài với ông Honda. Hai tháng trước khi ông Honda chết, Chisako Kakehi còn bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác. Minoru Hioki, 75 tuổi, là nạn nhân tiếp theo. Ông từng bị ung thư phổi nhưng đã được chữa trị. Tháng 8 năm 2013, sau khi quen biết Chisako Kakehi, ông Hioki đã viết cho người phụ nữ này một lá thư bày tỏ mong muốn cả hai được sống với nhau trọn đời. Tuy nhiên cuộc tình lãng mạn đã kết thúc vào ngày 20 tháng 9 năm 2013 khi họ ra ngoài ăn tối. Tương tự nạn nhân đầu của Kakehi, Hioki cũng thường uống thực phẩm chức năng. Quả phụ đen Nhật Bản lợi dụng điều này để cho Sianua vào. Mặc dù biết ông đã có con và đã khỏi bệnh ung thư, Kakehi vẫn nói dối đội cứu thương rằng ông không có gia đình và đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi được đề nghị hồi sức cho ông Hioki, Chisako đã từ chối. Ông Hioki đã qua đời trong vòng 2 giờ sau đó. Sau đó, Chisako Kakehi lại nhanh chóng kết hôn với nạn nhân thứ tư chỉ 2 tháng sau cái chết của ông Hioki. Tháng 11 năm 2013, quá phụ đen đã kết hôn với ông Isao Kakehi. Ngoài ra khoảng 1 tháng sau khi kết hôn, Chisako bắt đầu bí mật hẹn hò một người đàn ông khác. Vài tuần sau hôn lễ, ông Isao bị ngừng tim sau khi ăn tối tại nhà với vợ mới. Một tiếng sau đó, ông qua đời. Cái chết của ông Isao làm dấy lên nghi ngờ về những bạn tình xui xẻo của Chisako, khiến cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện hành động dã man của người phụ nữ này cái chết của ông Iso Kakehi làm dấy lên nghi ngờ về hàng loạt vụ tử vong có liên quan đến người tình của Kakehi. Cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành một cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có một lượng ion cyanur gây chết người trong tim, máu và dạ dày của anh ta, cũng như sự ăn mòn trong dạ dày của ông Iso Kakehi. Qua khám xét căn hộ của Kakehi, những viên thuốc bổ sung sức khỏe và viên nang rỗng đã được tìm thấy. Sau đó Kakehi đã đổ hết thuốc trong viên nang và đổ cyanur đã được nghiền thành bột vào đồng thời cảnh sát cũng phát hiện dấu vết chất độc cyanua được chôn giấu tại đây. Tháng 8 năm 2014, các nhà điều tra tìm thấy dấu vết trong căn hộ của Iso Kakehi. Một túi ni lông có dấu vết của cyanua được tìm thấy trong một chậu cây mà Chisako Kakehi vứt đi. Màu sắc của túi và những gì chứa bên trong cho thấy cyanua đã chôn được vài tháng. Tòa án cho thấy Chisako Kakehi lấy cyanua từ nơi làm việc là nhà máy in. Hai tháng sau, cảnh sát bắt Chisako Kakehi. Sau hàng loạt cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều tháng, Người phụ nữ này nhận tội đầu độc ông Honda, Hioki và Suehiro. Theo đài NHK, cảnh sát cho rằng Chisako Kakehi có liên quan tới việc sát hại bốn người đàn ông khác, song các công tố viên quyết định rằng không truy tố vì không đủ bằng chứng. Bốn nạn nhân của Chisako Kakehi sống ở các thành phố khác nhau, làm các công việc khác nhau và không có quan hệ với nhau, ngoài một điểm chung là có khá nhiều tiền tiết kiệm và tài sản. Cùng với việc tuổi cao, độc thân, họ đã trở thành mục tiêu hoàn hảo. Theo đài Phát thanh truyền hình công cộng Nhật Bản NHK, trong phán quyết vào tháng 6, thẩm phán cho biết nghi phạm đã thông qua một công ty mai mối để lần lượt làm quen với các nạn nhân lớn tuổi và đầu độc họ sau khi khiến họ tin tưởng mình. Đó là một tội ác tàn nhẫn dựa trên ý định giết người có kế hoạch từ trước. Vụ đầu độc đầu tiên của Chisako Kakehi bắt nguồn từ nợ nần. Người phụ nữ này nợ ông Suehiro 48 triệu yên và nghĩ rằng giết chủ nợ sẽ khỏi phải trả tiền. Hiện chưa rõ tình hình tài chính của Chisako Kakehi khi đó ra sao, nhưng vào thời điểm nạn nhân thứ tư của quá phụ đen tử vong, bà ta đã lấy được rất nhiều tiền từ các nạn nhân trước đó. Thưa quý vị, vụ án của Chisako Kakehi đã khiến dư luận Nhật Bản nhớ đến quá phụ đen Kanae Kijima, người cũng bị kết án tử hình vì đầu độc sát hại ba người đàn ông. Hai người phụ nữ khác nhau nhưng cùng một động cơ và thủ đoạn gây án làm dấy lên lo lắng về nhóm tội phạm lừa đảo tình cảm thông qua các ứng dụng hẹn hò nhằm chiếm đoạt tài sản. Mùa hè năm 2009, khi cảnh sát phát hiện ra thi thể Yoshiyuki Oide trên xe ô tô gần Tokyo, Nhật Bản, suy nghĩ đầu tiên của họ là ông đã tự sát. Chiếc xe có đầy đủ những đặc điểm trong nhiều vụ tự tử khác ở Nhật Bản, dù vậy có một điểm đáng ngờ là họ không tìm thấy khóa xe. Khám nghiệm tử thi cho thấy Oide chết vì khí độc CO, nhưng trong máu ông có cả dấu hiệu của thuốc ngủ. Ngay trước khi chết, ông dường như đã chuyển 5 triệu yên, khoảng hơn 1 tỷ đồng, vào tài khoản ngân hàng của vợ chưa cưới. Lần tìm theo các dấu vết của vụ án, cơ quan chức năng nghi ngờ người phụ nữ sắp kết hôn với và họ khám phá ra ông không phải nạn nhân đầu tiên. Nghi phạm được biết đến với cái tên Kane Kijima, bấy giờ 34 tuổi, bị tính nghi sát hại ba người đàn ông sau khi dụ dỗ họ trên các trang web hẹn hò. Cô ta bị cáo buộc lấy của các nạn nhân hàng triệu yên rồi làm họ bất tỉnh, đầu độc, ngụy trang thành các vụ tự tử hoặc tai nạn. Vụ án ám ảnh Nhật Bản khiến giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Kijima được mô tả là một kẻ giết người hàng loạt mưu mô nhắm đến những người đàn ông từ 27 đến 80 tuổi. Theo Yomiuri Shimbun, trong một vụ án, Kijima làm y tá tại nhà cho cụ ông Kenzo Ando, 80 tuổi. Ông Ando chết vì hỏa hoạn và xét nghiệm cũng cho thấy trong người ông có dấu vết thuốc ngủ. Kijima đã đến nhà ông cùng ngày và bị ghi hình đang dùng thẻ của nạn nhân rút tiền. Động cơ gây án của quá phụ đen này là chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thủ đoạn của cô ta là sẽ tiếp cận với các nạn nhân, phát triển mối quan hệ, đồng ý kết hôn với họ, rồi giả vờ cần một số tiền lớn để hoàn thành việc học trước khi ổn định gia đình. Trong email gửi cho một người tình 70 tuổi, Kijima nói bố mẹ đã chết vì tai nạn máy bay và cần tiền để hoàn thành việc học nhà ở Mỹ. Người đàn ông sau đó đã được phát hiện chết tại nhà riêng. Khám xét tại căn hộ của nghi phạm, cảnh sát phát hiện nhiều đơn thuốc ngủ, thuốc cảm do ít nhất 10 bác sĩ kê. Các loại thuốc trùng với những loại có trong cơ thể nạn nhân. Ngoài ra cũng có bằng chứng cho thấy Kijima đã mua những thứ cần thiết để tạo ra khí độc CO trên internet. Dù sống trong căn hộ thuê rẻ tiền, Kijima thường viết trên blog về một cuộc sống sang trọng. Hồ sơ trên trang hẹn hò của cô ta cũng vô cùng hào nhoáng. Kẻ giết người nói mình là y tá, giáo viên dạy piano, đầu bếp, nhà trị liệu, tùy thuộc vào đối tượng mà cô ta muốn dụ dỗ, chỉnh sửa các bức ảnh để có ngoại hình cuốn hút hơn và thường lái xe Mercedes đến các buổi hẹn hò xa hoa ở khách sạn. Chỉ trong vài năm lừa gạt đàn ông, Kijima đã lấy được khoảng 200 triệu yên, hơn 41 tỷ đồng. Phần đông các nạn nhân là những người đàn ông trung niên cô đơn, thường xuyên tìm niềm vui ở các trang web hẹn hò. Một số người đàn ông khác khai với cảnh sát rằng họ từng trả cho Kijima số tiền lớn khi cùng cô ta đến khách sạn. Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, họ thấy đầu óc choáng váng một cách đáng ngờ. Kijima bị tuyên án tử hình vào năm 2012. Từ hai vụ án trên, có thể nhận thấy Kakehi và Kijima đều sử dụng một kiểu lừa đảo tài chính dựa vào việc hình thành mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân. Tuy nhiên, trong các vụ lừa tình khác, các thủ phạm thường chỉ bốc hơi sau khi rút cạn ví nạn nhân, chứ không đầu độc hay giết họ. Tổ chức tư vấn về rối loạn nhân cách và lừa đảo hôn nhân tại Nhật Bản, một nhóm hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo có trụ sở tại Tokyo cho biết họ ghi nhận khoảng 100 vụ lừa đảo mỗi năm tại nước này liên quan đến các mối quan hệ yêu đương. Người phát ngôn tổ chức cho biết nạn nhân có xu hướng thường là những người đã ly hôn hoặc góa bụa, không gia đình hoặc ở xa gia đình và những người này có thể đã tiết lộ mức lương hoặc tài sản lớn trên hồ sơ của họ. Những kẻ lừa đảo thường đòi nạn nhân chi trả cho những món quà sinh nhật đắt tiền và các nhu cầu tài chính khác cho đến khi nạn nhân của họ không còn tiền để đưa. Đôi khi nạn nhân buộc phải vay từ những kẻ cho vay nặng lãi để chu cấp cho những người tình hờ. Vụ án về hai người đàn bà quá phụ đen cùng một thủ đoạn gây án đã làm rúng động dư luận Nhật Bản và gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mối nguy hiểm rình rập trên không gian mạng đối với những người độc thân già yếu dễ bị lừa đảo tình cảm. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại